Thưa sư, cho con hỏi vì sao để học mật tông phải mất tới 17 hoặc 20 năm học cơ bản rồi mới tu hành chính thức? Xin sư giải đáp thắc mắc cho con hiểu. Cái đó thì quý vị nên đi hỏi các thầy ở mật tông thì các thầy sẽ giải thích. Còn ở trong Đạo Phật Nguyên Thủy thì chúng ta không cần phải mất nhiều thời gian như vậy, mà chúng ta chỉ cần học giáo lý, giữ giới, hành thiền thì đều có thể hướng đến sự giải thoát giác ngộ được. Tức là chúng ta có thể tu hành chính thức kể từ bây giờ, chứ không phải chờ tới 17 hay 20 năm. Và cũng đừng hiểu nhầm là mình phải chờ lâu thì mới giỏi. Nó cũng giống như cái anh sư ví dụ thôi nghe, chứ không có dính gì tới mật tông. Sư chỉ ví dụ thôi. Mình đi, không biết quý vị có đi xin visa Mỹ chưa? Đi xin visa Mỹ mình phải đứng, mình xếp hàng, xếp hàng thiệt là dài đó. Trời nắng nôi khát nước, vừa nắng vừa khát, xếp hàng vô trong đó rồi trình lên cho người ta: tôi có tiền nè, tôi có công ăn việc làm nè, tôi có lý do nè, tôi hứa là tôi qua Mỹ tôi không có trốn, cho nên làm ơn làm phước cho tôi qua Mỹ, tôi đi du lịch thôi. Mà cho hay không là chuyện quyền của nó. So với cái chuyện á, nói nó hơi kỳ, nhưng mà nếu mà Mỹ mà người Việt kiều Mỹ mà xin visa về Việt Nam, qua đóng mấy chục đồng xong chuyện, không có cái chuyện mà phải xếp hàng dài rồi phải chứng minh thu nhập rồi phải giống như mình năn nỉ người ta đó. Thì theo quý vị á, cái khổ đó có chứng minh là mình giỏi không, có chứng minh là mình hay không? Hình như không. Cho nên á, là quý vị yên tâm là nếu như tu theo Đức Thế Tôn thì mình có thể bắt đầu thực hành ngay từ bây giờ, chứ không cần phải chờ tới lâu như vậy.